Kênh Nấu Ăn Tú Lê Miền Tây mến chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm món chay kho rất ngon, đơn giản tại nhà. Không quá mất thời gian, nguyên liệu thì đơn giản, mình sẽ làm món khổ qua kho tiêu. Một món ăn vô cùng đơn giản, nhanh gọn cho bữa cơm gia đình. Mời các bạn vào bếp cùng mình thực hiện món ăn này. Ở đây mình sẽ có nửa ký khổ qua. Các bạn có thể sử dụng khổ qua non hoặc là khổ qua này đều được. Gia vị mình sẽ có 50ml nước tương, một muỗng cà phê, muối mình sử dụng là muối thường cho nên độ mặn không cao, nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh gốc hành lá mình đã băm nhuyễn, các bạn sử dụng hành bô rô cũng được, hai muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Cho vô thao nước đây một muỗng canh muối, sau đó mình sẽ rửa sạch những trái khổ qua. Rửa với lại nước muối thì không cần ngâm nha các bạn, chỉ cần rửa bên ngoài là được. Sau đó mình sẽ đem đi rửa thật là sạch lại với nước là xong. Mình sẽ không chẻ ra rồi mới rửa, thì mình sẽ rửa trước sau đó mới chẻ nha. Những trái khổ qua khi mình đã sơ chế rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cắt hai đầu bỏ, chẻ ra làm hai. Rồi sau đó thì mình sẽ loại bỏ đi cái phần hột này. Nếu mà khổ qua non á, thì các bạn không cần bỏ cái phần hột này, mình ăn luôn nha. Trái này thì cũng vừa nhỏ nhỏ, không quá bự, thì mình sẽ cắt ra làm hai. Còn nếu trái bự thì các bạn có thể cắt ra làm 3, làm 4. Thì cái phần này á, mình sẽ không có rửa lại với nước nha. Tại vì chút nữa mình sẽ đem đi chiên sơ. Nếu mà mình rửa lại với nước thì chút nữa mình chiên, nó sẽ bị văng dầu và bắn tùm lum tà la luôn á các bạn. Phần này thì mình sẽ cắt ra làm hai. Các bạn thích nhỏ nữa thì mình cũng có thể cắt theo tùy ý thích của mình ha. Mình đã bắt lên bếp một chảo dầu ăn, thì mình sẽ cho hết phần khổ qua đã cắt để mà mình chiên sơ. Cho vô xong rồi thì mình sẽ đảo qua đảo lại để cho những miếng khổ qua nó được săn lại đó các bạn. Mà khi mà mình kho ăn sẽ rất là ngon. Chiên đến khi nào mà mình thấy những cái miếng khổ qua hơi vàng nhẹ bên ngoài là được rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Nước tương, đường, muối, bột ngọt và cả luôn cái phần tiêu thì mình cũng cho vô. Với lại mình cho luôn cái phần gốc hành lá. Phần này các bạn cho vô khi mà mình kho đó thì cái mùi vị nó sẽ rất là thơm. Đó, như vậy thì mình đã có một cái chén sốt để mình kho rồi đó các bạn. Khổ qua thì mình sẽ cho vô một cái nồi để mình kho luôn. Tiếp tục thì cái chén nước sốt lúc nãy mình cho vô hết. Đây các bạn coi nè, cái màu rất là đẹp luôn ha. Sau đó thì mình sẽ bắt lên bếp nha. Để cho cái món kho được ngon hơn đó thì mình phải thêm nước vô để cho khổ qua được mềm. Thì mình chuẩn bị là 300ml nước. Mới thì mình sẽ mở lửa lớn để cho khổ qua được sôi lên. Sau khi sôi lên rồi thì mình sẽ giảm lửa vừa nhỏ nhỏ lại, kho từ từ để cho gia vị nó thấm vô miếng khổ qua và cho miếng khổ qua nó được mềm đó các bạn. Mở lửa lớn quá thì cái phần khổ qua nó sẽ không có mềm, mà phần nước thì nó rút đi hết trơn á. Thì như vậy mình ăn miếng khổ qua rất là cứng. Tùy theo là các bạn thích mềm nhiều hay là thích độ giòn thì mình có thể gia giảm cái thời gian nấu. Ở đây mình thích mềm cho nên là mình kho đến khi nào mà phần nước sệt lại và những cái miếng khổ qua nó sẽ mềm ăn á, thì mình sẽ thấy nó dễ ăn hơn. Bây giờ thì các bạn cũng thấy khổ qua nó sắc lại một chút và màu sắc cũng lên rất là đẹp luôn. Khổ qua thì cũng đã gần mềm rồi đó các bạn. Xong rồi mình sẽ cho vô đây thêm một ít hành lá nữa. Thích ăn tiêu nhiều thì mình cũng có thể cho thêm một ít nha các bạn. Một nguyên liệu đơn giản, chỉ từ khổ qua, nhưng mà mình đã làm lên một cái món kho ăn với cơm vô cùng bắt cơm luôn. Nếu mà ai thích ăn khổ qua có cái vị hơi nhẵn nhẹ thì hãy làm ngay món này, đảm bảo với các bạn vét sạch nồi cơm. Để ăn kèm thì mình có thể nấu thêm một nồi canh nữa các bạn.
rồi có thể ăn thêm với lại một ít rau luộc nữa thì còn gì bằng. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Một món chay ngon, đơn giản, dễ làm. Mình chia sẻ từng chi tiết và từng công đoạn. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.